Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc một số đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét, giám sát vụ Hồ Duy Hải, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Hạnh Phúc hôm 18 tháng 5 cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu vụ án đang gây tranh cãi và bất bình trong công luận này. Trước đó, các đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân đã gửi kiến nghị lên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu làm rõ những vấn đề mà dư luận đặt ra sau khi Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra phán quyết bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và y án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải, nghi phạm được cho là đã giết chết hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An 12 năm trước. Các đại biểu Quốc hội cho rằng Hội đồng Thẩm phán đã không công tâm, khách quan, khoa học và đúng đắn trong việc xem xét các vi phạm tố tụng của cơ quan điều tra, dẫn đến che lấp nhiều vấn đề khuất tất, gây bức xúc dư luận. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ở nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát vụ này do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Trung Lưu làm trưởng đoàn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm Phó trưởng đoàn. Trong kiến nghị gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại biểu Lê Thanh Vân còn cho rằng phiên giám đốc thẩm có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định của luật tố tụng hình sự và đặt ra một dạng quy định bất thành văn không hề có trong pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự khi cho rằng sai phạm trong tố tụng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án, tạo ra tiền lệ nguy hiểm và vô tình khuyến khích vi phạm pháp luật trong tố tụng hình sự.